Hoa tàn hết rồi mọi người ơi, hoa đã tàn rồi. Hát bài Hoa Nào Không Phai là để vào chương trình Talk Show Cà Phê cùng Huy Mai Bangkok. Nhưng mà hôm nay không có khách mời mà là có những cái nhân vật chính, đó là những bông hoa. Và Huy vừa hát một cái bài tiếng Hoa là Hoa Nào Không Phai. Lần đầu tiên hát tiếng Hoa, hát đại cho mọi người coi. Cho nên là mọi người có gì sơ sót bỏ qua trước khi vào talk show nha. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đó ngồi và nói chuyện thôi. Xin mời cả nhà ăn một miếng bánh với những phần trái cây, hạt và bông hoa in trên bánh này mọi người đó. Bông hoa cũng in trên bánh luôn. Để trước khi vào talk show thì mình phải uống một ít cà phê. Và giới thiệu với mọi người là hôm nay là talk show là nói về những bông hoa, về đó. Và để vào phần chính của hôm nay thì Huy xin giới thiệu trước một cái hoa. Bạn đang quay clip thì bạn Thái gọi này, bạn Oi nè mọi người đó, bạn Oi nè. Oi gọi Oi á. Oi là cái bạn mà người Thái rủ Huy đi á mọi người. Qua ngủ rồi đó. Đang quay thì gọi luôn. Lỡ rồi Huy nói chương trình talk show xong rồi thì nghe điện thoại bạn đó nha. Để nói về những bông hoa thì Huy xin chọn loài vua của những loài hoa. Có người kêu là nữ hoàng của các loài hoa, có người kêu là vua của các loài hoa luôn nha mọi người. Đây, Huy chọn cánh hoa đẹp nhất của hoa mẫu đơn. Đây là Huy cắm lại ba bông bình hoa để của Huy đây. Huy cắm lại, Huy thiết kế lại, Huy cắm trên những cái chậu của Huy từ cái bông hoa 7 triệu đồng mua tại Thái Lan. Và cái hoa vua của các loài hoa là hoa mẫu đơn nè mọi người. Hoa mẫu đơn. Bây giờ để được phép nói về cái loài hoa này thì Huy xin được đọc lên những cái thông tin về những cái loài hoa này nha mọi người. Ý nghĩa của mẫu đơn theo màu sắc trước nha. Trước khi vào phần giới thiệu thì mình đi vào màu sắc. Trên tay Huy đang là màu hồng thì Huy xin được đọc màu đỏ, tại vì màu đỏ là trước cái màu hồng ở trong cái bài báo này. Đại diện cho sự thịnh vượng giàu sang. Ngoài ra mẫu đơn đỏ còn là biểu tượng của sự tôn trọng và danh dự, nên thường được lựa chọn để biếu tặng cấp trên, ân nhân và những người lớn tuổi, thể hiện sự kính trọng cao nhất.
Còn đối với mẫu đơn trắng thì đại diện cho sự tinh khôi, chân thành, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. Một màu sắc thuần không quá màu mè nên thường được dùng để thể hiện sự trang nhã, khéo léo của người tặng dùng cho bó hoa cầm tay của cô dâu. Đó, cô dâu cầm hoa trắng. Hoa mẫu đơn tím. Vậy mọi người thấy cái hình này là màu tím đúng không mọi người, hay là màu hồng ta? Thể hiện sự quyến rũ khiến nhiều người mê mẩn, nên chúng luôn được các vua chúa, cung tần mỹ nữ ưa chuộng, nhất là ở châu Âu. Mẫu đơn hồng nhạt đại diện cho sự lãng mạn, trẻ trung nên thường được dùng để cho các chàng trai gửi gắm tình cảm chân thành đến những người con gái họ yêu, hoặc được dùng trang trí trong tiệc cưới và bó hoa cầm tay của cô dâu trong ngày trọng đại. Hoa mẫu đơn vàng mang lại sắc màu rực rỡ, cháy bỏng và đầy tươi sáng, thể hiện cho người trẻ tuổi đam mê khát khao muốn cháy hết mình, không bao giờ muốn gục ngã đầu hàng trước khó khăn gian khổ. Hoa mẫu đơn ở Việt Nam là mình cũng có hoa mẫu đơn, không chỉ tượng trưng cho của cải thịnh vượng mà còn là một loài hoa mang đến sự may mắn. Nó được coi là món quà đầy tinh tế, thể hiện sự trân trọng người đối tặng đối với người nhận hoa. Nói chung là hoa này có rất nhiều điều, tại vì nó là một loài vua của các loài hoa. Nhưng sơ sơ ý nghĩa của nữ hoàng muôn loài hoa, nổi danh từ ngàn đời nay, đây một loài hoa biểu tượng cho sự phú phú quý, vương giả giàu sang cùng nhân duyên tốt đẹp, nên đi đến quốc gia nào đều được tôn vinh và ưa chuộng, đặc biệt là ở các nước châu Á. Nguồn gốc thì ý nghĩa của loài hoa này là quốc sắc thiên hương đó mọi người. Có thể nói hoa mẫu đơn là một trong những loài hoa được con người biết đến từ rất sớm, khoảng 4.000 năm trước đây, tại một số nước ở châu Á phía tây Bắc Mỹ và miền Nam của châu Âu. Nói chung là loài hoa này là loài hoa dành cho sự thịnh vượng của mọi người, phú quý, và cũng có những người nói là của một người con gái dễ thương. Nhưng mọi người có nhớ chữ mẫu đơn, mẫu là mẹ, hoa mẫu đơn cũng có ý nghĩa là dành cho những người mẹ nữa đó mọi người. Và mọi người thấy hoa mẫu đơn này đẹp không? Huy cắm vào ba bình và nở nở ra được chút, nhưng ở dưới nó hơi bị héo màu vàng này. Ngoài ra, cái bó hoa 7 triệu còn có sự xuất hiện của các loài hoa. Rất lạ, mọi người thấy không? Cái này giống như cái một con ruồi, cái đầu của nó có hai cái con mắt. Nhưng thật ra đây là một loài hoa rất đẹp và rất lạ. Chỉ có những cái hình thì giống như thế thôi chứ không. Rất là đẹp nha mọi người. Huy cũng không dám đụng vào, sợ hư hoa. Hoa là phải nâng niu. Và những loài hoa nè, mọi người thấy không? Rất lạ luôn. Đây nha mọi người, đó, rất là lạ luôn mọi người ơi, có cả loài hoa gì nè, đây mọi người rất là đẹp luôn ở bên trong nè, và tự nhiên cái bài hát tiếng Hoa là hoa nở tàn phai, hoa nở tình đến rồi tình đến có ai ngờ, tình đi ai đâu có mơ đâu nhưng mà phải đi thôi. Cho nên là bài hát này làm Huy nhớ đến một cái bài hát Huy đã từng hát, tình đến rồi đi. Để chào tạm biệt mọi người trong cái chương trình talk show không khách mời, hoa mẫu đơn, bó hoa. Những bó hoa này rất là ý nghĩa cho Valentine. Thì Huy xin tạm biệt mọi người bằng tình đến rồi đi, một bài hát Huy đã từng hát rất là hay và ý nghĩa. Cuộc tình nào đến rồi mình cũng không biết được, nhưng đi rồi mình nào cũng có hay. Huy xin phép được hát. Thank you.
bao nhiêu gió. Thời tối tăm lúc hoang dã sáng sơ như kiếp hoa lá. Tình yêu hồng hoang thuở xa, tình đến như những dòng tố ùa tới cho thác nghiêng lũ cuốn đi muôn nỗi thương nhớ. Tình thu lẻ loi ngẩn ngơ, tình cũ sương sương thương tiếc lắng nghe tình xa rồi quên. Tình mới tha thứ khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta. Ta trôi ta với tình xa tình yêu đã đến với ta. Ta biết ta sẽ chú gió tình vừa mới đến với ta để ta đắm say rồi đi. Tình đến như sông đêm tối, biển vắng lẻ loi chẳng mời ánh trăng như mắt ma quái. Nhìn ta một đêm ta tới, tình đến như nắng trên cát, làm cháy thêm những cơn khát, khát yêu đương khát môi mắt. Làn môi ngộn ngang tình hoa, tình cũ sương sương thương tiếc lắng nghe tình xa rồi quên. Tình mới tha thứ khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta. Ta trôi ta với tình xa tình yêu đã đến với ta. Ta biết ta sẽ chu sót tình vừa mới đến với ta để ta đắm say rồi đi. Khi thung giữ cắn cho tàn nát câu hứa, tình yêu dở sang nghìn thu, tình đến như tiếng run rê, lại lướt xu tiên dương thế, hãy yêu cho hết ơn nghĩa. Tình đây còn qua tình kia, tình cũ sương sương thương tiếc lắng nghe tình xa rồi quên. Tình mới tha thứ khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến. Ta, ta trôi ta với tình xa tình yêu đã đến với ta. Ta biết ta sẽ chu sót tình vừa mới đến với ta để ta đắm say rồi đi. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta. Ta trôi ta với tình xa tình yêu đã đến với ta. Ta biết ta sẽ chu sót tình vừa mới đến với ta để ta đắm say.